Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2024. Ngày hôm nay một ngày rất đặc biệt đúng không ạ? Ngày khai giảng năm học mới, thì nhân dịp này chúng tôi cũng xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những bạn nhỏ, những bạn học sinh, những sinh viên. Chúng ta sẽ có được một khởi đầu năm mới rực rỡ, thành công và vạn sự nhí, cùng với đó rất nhiều những may mắn nhé. Và ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có một trận đấu giao hữu với một bóng rất mạnh, đó đội tuyển Nga. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay, tức là 8 giờ tối ngày 5 tháng 9 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và rất mong là ngày hôm nay thì khán giả của chúng ta sẽ đến sân thật đông để cổ vũ dành cho cả đội tuyển. Vừa qua thì chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị và các bạn những phát biểu của Việt Kim Sang Sik bên phía đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có khẳng định rằng hiện nay thì mặc dù với đội tuyển Nga, đây là một trong những đội bóng được đánh giá là rất mạnh, bởi thậm chí là họ đang đứng thứ 33 thế giới cơ. Nhưng mà với đội tuyển quốc gia Việt Nam thì ông cũng mong muốn rằng đây sẽ là một trong những cơ hội tốt để cho những cầu thủ để có thể thể hiện được năng lực của mình, đảm bảo sự tự tin và có thể chúng ta sẽ hướng đến một trận đấu tạo ra những khó khăn dành cho đội tuyển Nga và thậm chí là có thể hướng đến những cái mục tiêu là có thể có được những trận hòa hoặc là thắng trước đội bóng này. Tất nhiên không hề dễ dàng, nhưng ông tin rằng với tinh thần của những tuyển thủ Việt Nam thì ông và các học trò của mình sẽ mang đến một trận đấu hay dành cho các cổ động viên bóng đá nước nhà. Thế nhưng thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì với đội tuyển Nga, tất nhiên chúng ta đều biết với đội tuyển Nga, việc phải đối đầu với các đội bóng tại Đông Nam Á thì thực sự đó cũng không phải đánh mà test chất lượng dành cho đội bóng này. Nhưng mà dẫu sao như những bản tin chúng tôi có đưa thì với đội tuyển Nga, bây giờ việc được đối đầu với những đội tuyển như là Việt Nam hay Thái Lan tại Đông Nam Á thì đó cũng thực sự là những món quà rồi. Vừa qua thì cũng có rất nhiều những phát biểu của những người trong cuộc, từ những cầu thủ rồi cho đến cựu những cầu thủ của Nga để nói về bóng đá Việt Nam. Nhưng mới đây thì chia sẻ với truyền thông sát trận đấu với đội tuyển Việt Nam thì thuyền trưởng của tuyển Nga đó là ông Valery Kapin khẳng định rằng là mục tiêu của đội tuyển Nga đó là giành chiến thắng tại Elbing Cup 2024, nơi có sự góp mặt của những đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga. Tất nhiên thì đây là một chia sẻ cũng hết sức bình thường, bởi với đội tuyển Nga, một đội bóng được đánh giá rằng là thuộc hàng top của thế giới, bởi đứng thứ 33 thế giới, một đội bóng đến từ châu Âu không phải là một đội bóng đơn giản. Trong khi đó thì Việt Nam cũng như Thái Lan thì cũng đều nằm ngoài top 100 cả. Vừa qua thì ông này cũng nhận định vấn đề về mặt thời tiết, nắng nóng sẽ có thể ảnh hưởng đến những cầu thủ của đội tuyển Nga, vì nó sẽ khiến cho họ sẽ khó di chuyển, khó chơi bóng trong một cường độ cao trong suốt 90 phút được. Bên cạnh đó thì ông này cũng bày tỏ sự không hài lòng khi mà phải đến Việt Nam để thi đấu giao hữu. Dù đội tuyển Nga được coi là đội tuyển mạnh hơn hẳn so với Việt Nam và Thái Lan, họ phải đến Hà Nội do tình hình khó khăn. Và ông Kapin không hài lòng với điều kiện về mặt thời tiết, về mặt sân bãi, về độ ẩm cao, và cho rằng đây sẽ là một trong những trận đấu có độ ẩm cao nhất mà từ trước đến nay những cầu thủ Nga đã phải trải qua. Ông thì cũng không quan tâm đến ẩm thực Việt Nam cũng như ẩm thực của Trung Quốc hay là Thái Lan cũng thế thôi. Ông nói rằng là không muốn thử vì các bác sĩ đã có rất nhiều việc phải làm rồi, cho nên ông sẽ không ăn những cái món ăn của Việt Nam. Đội tuyển Nga như được biết thì sẽ đối đầu với Việt Nam trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9. Theo tiết lộ của thuyền trưởng của tuyển Nga, ông Kapin, thì đội tuyển Nga có thể sẽ sử dụng hai đội hình khác nhau cho hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Cụ thể đội hình sắp xếp như thế nào thì chắc chắn khi đó ra sân thì các cổ động viên bóng đá Việt Nam mới có thể biết được thôi. Mặc dù có những lời chê bai về thời tiết, về sân bãi và thậm chí là không muốn ăn đồ ăn vì lo ngại vấn đề về mặt sức khỏe, nhưng ông tin rằng là những cái vấn đề về mặt thời tiết sân bãi cũng không phải ảnh hưởng lớn, và ông cho rằng là ông sẽ chỉ tập trung cùng với các cầu thủ của mình để chơi bóng trong trận đấu gặp Việt Nam vào buổi tối ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9 mà thôi. Tất nhiên như chúng tôi đã chia sẻ thì với đội tuyển Nga, việc đối đầu với những đội bóng tại Đông Nam Á nó không phải là bài test chất lượng dành cho họ. Bởi dẫu sao thì với cá nhân của chúng ta, nếu như mà những đợt giao hữu mà chúng ta đá với đối thủ quá yếu thì cũng không mang lại quá nhiều điều. Nhưng mà với đội tuyển Nga hiện nay thì việc họ đã chấp nhận, đồng ý đến Việt Nam để thi đấu giao hữu thì tôi nghĩ rằng họ cũng nên chấp nhận thôi. Chứ không để nói về vấn đề về thời tiết, độ ẩm cao, ảnh hưởng nọ kia đến sức khỏe của họ được. Hay thậm chí là họ cũng không muốn nói về cái vấn đề ăn uống ấy. Họ nói rằng là sẽ không ăn những đồ ăn tại Việt Nam đâu. Vì ông có nói rằng là những bác sĩ thì cũng đã bận rất nhiều công việc rồi, không thể tiếp tục test những cái đồ ăn đến từ Việt Nam được. Thì những chia sẻ đó thì tôi nghĩ rằng không nên, đúng không ạ? Đến Việt Nam của chúng ta là người hiếu khách mà. Có những chia sẻ của các cổ động viên ở dưới thì nói rằng thôi, không sao cả. Chúng ta là chủ nhà, chúng ta hiếu khách, tính cách của họ thì cũng kệ thôi.
Còn việc chúng ta là chủ nhà, chúng ta cứ đón tiếp một cách xã giao, cũng không cần phải quá nhiệt tình, rồi sau đó thì mọi chuyện thì cũng trôi qua thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đọc được nhiều những cái bình luận có lẽ là cũng không ổn đến từ chính các cổ động viên. Họ cho rằng là nếu như mà từ đầu đã không đồng ý rồi thì đừng có sang đây làm gì cả, không vui thì đừng có sang. Nhưng mà có lẽ rằng đó cũng chỉ là một trong những nhận xét mà chúng ta cũng chỉ để đó để mà nghe thôi. Còn trận đấu vào tối nay nhé, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ mang đến những gì dành cho đội tuyển Nga. Bởi cũng chưa biết chắc đâu, những đội bóng thậm chí chơi hay hơn, trình độ cao hơn, chưa chắc đã là người thắng cuộc đâu. Và đó là câu chuyện mà chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị và bạn trong cái buổi bản tin buổi trưa ngày hôm nay về đội tuyển U22 Việt Nam ở trong trận đấu vừa qua quý vị bạn nhé. Còn trước đó thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một phát biểu của một cựu huấn luyện viên trưởng của tuyển Nga. Ông này thì cũng cảnh báo rất nhiều những cái khó khăn sẽ chờ đợi đội tuyển Nga khi mà có cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Mà cụ thể ở đây đó là ông Anthony Bajsovets. Hiện nay thì vấn đề về mặt thời tiết, về mặt sân bãi tất nhiên là một yếu tố ảnh hưởng đến các đội khách. Các yếu tố này sẽ có tác động không nhỏ đến lối chơi của đội tuyển Nga, một tập thể vốn không mang theo một lực lượng được coi ra là mạnh nhất. Và ông Anthony, một cựu thuyền trưởng của đội tuyển Nga thì có chia sẻ như thế này. Đúng là chúng ta không có thông tin gì về đối thủ cả, vì Việt Nam và Thái Lan không nằm trong số các đối thủ mà chúng ta thường xuyên gặp mặt. Nhưng đã là một đội tuyển quốc gia thì họ cũng luôn đạt đến một trình độ nhất định rồi. Một chuyến bay dài và chúng ta phải làm quen với thay đổi khí hậu. Yếu tố này sẽ là một trong những bài toán rất nan giải đối với tuyển Nga. Những thách thức về mặt khí hậu có thể giúp cho huấn luyện viên kiểm tra khả năng chịu đựng của từng thành viên ở trong đội. Đây sẽ là một bài kiểm tra rất tốt về phẩm chất và ý thức của những cầu thủ cũng như ý chí của họ. Nói về thuyền trưởng của tuyển Nga, cựu huấn luyện viên này, ông Anthony Bajsovets, đây là một huấn luyện viên rất giàu kinh nghiệm và từng dẫn dắt các đội bóng đội tuyển Liên Xô và đội tuyển Nga. Và chung quan điểm đó thì cũng có rất nhiều những cựu tuyển thủ của Nga cũng đều khẳng định rằng là việc đối đầu với những tuyển Việt Nam hay Thái Lan khi mà thi đấu tại Đông Nam Á đó không phải là một vấn đề đơn giản dành cho các đội bóng đặc biệt như là đội tuyển Nga. Thế nên hiện nay thì với đội tuyển Nga, tôi nghĩ rằng là tất nhiên họ có sự tự tin để mà họ có những cuộc đầu được coi ra cho rằng là rất dễ dàng và thậm chí sẽ có những chiến thắng trước Việt Nam cũng như Thái Lan. Nhưng mà hãy cùng chờ đợi nhé, cũng chưa biết chắc rằng là như thế nào đâu. Tất nhiên họ rất mạnh đấy, nhưng với tinh thần của chúng ta lâu lắm rồi, đội tuyển của chúng ta đang rất mong muốn, rất khát khao có những màn trình diễn tốt. Và đặc biệt đây được coi là một trong những trận đấu những trận đấu đầu tiên, bởi chúng ta cũng đã có trận đấu đầu tiên dưới thời của ông Kim Sang Sik rồi. Nhưng đây là một giải đấu mà chắc chắn khi mà chúng ta được thi đấu ở trên sân nhà thì các cổ động viên cũng mong muốn sẽ có được màn trình diễn tốt nhất đến từ những cầu thủ, đúng không ạ? Còn thưa quý vị và bạn, câu chuyện liên quan đến đội tuyển U22 Việt Nam, một màn trình diễn có thể nói rằng rất tuyệt vời của U22 Việt Nam. Chúng ta vượt trội so với đội bóng chủ nhà U22 Trung Quốc về mọi mặt. Nếu như mọi người có theo dõi trực tiếp trận đấu thì mọi người cũng thấy rất rõ điều đó, đúng không ạ? Chúng ta vượt trội Trung Quốc về mọi mặt, thực sự là mọi mặt. Về tỷ lệ kiểm soát bóng, về khả năng dứt điểm và tất nhiên kể cả về lối chơi nữa. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề mà đội tuyển U22 Việt Nam chúng ta gặp phải. Ở hai bàn thua, rõ ràng là hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Việt Nam đã rất thiếu tập trung, không bọc lót tốt, dẫn đến hai bàn thua. Hai cái cơ hội được coi rằng gần như hiếm hoi nhất mà đội tuyển U22 Trung Quốc họ tạo ra được. Còn với hàng công của đội tuyển U22 Việt Nam thì chúng ta thấy rồi là chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Và khi một đội bóng mà tạo ra nhiều cơ hội và tiếp tục bỏ lỡ rất nhiều thì tất nhiên là những đòn hồi mã thương đến từ đối thủ nó sẽ phát huy hiệu quả. Và chúng ta đã dính cái điều đó, đúng không ạ? Một trận đấu chúng ta chơi hay hơn nhưng cuối cùng thì chúng ta lại là người thua cuộc. Nhưng mà dẫu sao thì với quan điểm chúng tôi thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất rõ trong cái buổi tường thuật trực tiếp trận đấu của Việt Nam và U22 Trung Quốc rồi. Đó là chúng ta đã có một màn trình diễn được coi rằng là ổn. Thế nên là hy vọng rằng là với các cổ động viên chúng ta hãy tiếp tục dành thêm những sự động viên dành cho U22 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta nha. Còn tới đây thì bản tin của bóng đá HTV, bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phần thông tin tiếp theo nha.